Sữa TV. Chào các bạn, hôm nay chúng mình cùng tiếp tục học về các con vật nhé. Con trâu. Con trâu. Gà con. Gà con. Gà trống. Gà trống. Gà mái. Gà mái. Con ngỗng. Con ngỗng. Con ngan. Con ngan. Con công. Con công. Khủng long. Khủng long. Con báo. Con báo. Lạc đà. Lạc đà. Thank you.
chuột túi. Chuột túi. Chim cánh cụt. Chim cánh cụt. Hải cẩu. Hải cẩu. Con cáo. Con cáo. Ngựa vằn. Ngựa vằn. Tê giác. Tê giác. Chim bồ câu. Chim bồ câu. Con vẹt. Con vẹt. Hà mã. Hà mã. Con sóc. Thank you.
con sóc. Đà điểu. Đà điểu. Chim cút. Con cút đang hung hăng nó này đá mình này. Con cút đang hung hăng nó này đá mình này. Chim cút. Ốc sên. Ốc sên. Con sâu. Con sâu. Bọ rùa. Bọ rùa. Tuần lộc. Tuần lộc. Con nai. Con nai. Con nhím. Con nhím. Bò sữa. Bò sữa. Con lừa. Thank you.
tinh tinh. Cá mập. Cá mập. Đại bàng. Đại bàng. Con cò. Con cò. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Sứ TV nhé.